Kính thưa quý vị, chuỗi sự kiện hội thảo khoa học, giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thẩm mỹ, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp, công nghệ cao do Trường Đại học Văn Lang tổ chức với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp, các hiệp hội về nông nghiệp, công nghệ tại Việt Nam. Đây là chuỗi hội thảo quan trọng và mang ý nghĩa rất to lớn trong hoạt động nghiên cứu, kết nối doanh nghiệp và từ đó nâng cao chất lượng trong giảng dạy của Trường Đại học Văn Lang. Trong khuôn khổ diễn ra hội thảo, đại diện Trường Đại học Văn Lang và các tổ chức, tập đoàn đã thực hiện ký kết các thỏa thuận ghi nhớ về các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thẩm mỹ, công nghệ thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao. Sự kiện có sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội. Tại hội thảo, các khách mời đã cùng tham gia đa dạng các hoạt động như chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, trình bày 10 báo cáo khoa học và tham luận từ các doanh nghiệp, tọa đàm hướng nghiệp. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng có giới thiệu một số sản phẩm nông sản từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học đến các bạn sinh viên. Dựa trên cái sự kết nối ấy, và đặc biệt là hôm nay chúng ta đã thu hút được hơn 30 doanh nghiệp. Thì trên cơ sở này thì sinh viên sẽ có cái cơ hội đi xuống doanh nghiệp thực tập, làm cùng với doanh nghiệp, làm như là một người đi làm thực sự tại doanh nghiệp để các bạn thực sự là học những cái vấn đề của doanh nghiệp, cái cách doanh nghiệp suy nghĩ, cái cách doanh nghiệp lập luận và cái cách doanh nghiệp giải quyết vấn đề nó có khác gì so với lại là cái mô hình mà chúng ta chỉ ngồi học ở giảng đường của nhà trường. Và hiện nay thì doanh nghiệp rất là hào hứng, và cái minh chứng là hôm nay doanh nghiệp đến rất là đông và họ đang mong chờ Trường Đại học Văn Lang chúng ta phối hợp với họ để cụ thể hóa các cái hoạt động đào tạo trong thời gian sắp tới. Thông qua hoạt động này, các bạn sinh viên sẽ có cái nhìn thực tế hơn về các thương hiệu Việt Nam, cùng với đó là những ứng dụng của công nghệ để sản xuất các sản phẩm phục vụ cho đời sống.